Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Tư vấn Nóng Chọn Lọc trong ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ dẫn dắt các bạn đến những content hay nhất, những tin thú vị nhất trong ngày hôm nay nha mọi người. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta bắt đầu đến với bản tin đầu tiên ngày hôm nay nha mọi người. Mỹ công bố kế hoạch loại biên tàu sân bay 4,5 tỷ đô la. Hải quân Mỹ dự kiến kéo dài thời gian hoạt động của siêu tàu sân bay USS Nimitz thêm 13 tháng trước khi loại biên vào giữa năm 2026. Hải quân nghị Mỹ ngày 18 tháng 4 công bố báo cáo tình trình Quốc hội về kế hoạch xây dựng lực lượng dài hạn cho năm tài khoá năm 2023, trong đó có dự án bảo trì tàu sân bay USS Nimitz để kéo dài thời gian phục vụ của chiến hạm gần 50 năm tuổi này. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ chi khoảng 90 triệu đô la để bảo trì USS Nimitz trong 5 tháng, giúp nó hoạt động được thêm 13 tháng thay vì kết thúc niên hạn 50 năm vào năm 2025. Điều này đồng nghĩa tàu sân bay USS Nimitz, chiến hạm trị giá 4,5 tỷ đô la, sẽ bị loại biên vào tháng 5 năm 2026. Sau lần triển khai cuối cùng, tàu sân bay Nimitz sẽ tới nhà máy đóng tàu Newport News để bắt đầu quy trình ngừng hoạt động. Quyết định loại biên chiến hạm Nimitz diễn ra sau khi Mỹ dừng hoạt động tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của nước này là USS Enterprise. Enterprise và Nimitz giống nhau ở chỗ, chúng là những chiến hạm lớn, chắc chắn chứa các vật liệu với mức độ độc hại thấp. Tuy nhiên, phương án vô hiệu hóa các vật liệu trên những con tàu này không giống nhau do chúng có thiết kế với khác biệt đáng kể. Jamie Cowler, phát viên Bộ Tư lệnh Hệ thống trên biển của Hải quân Mỹ cho biết, một tàu sân bay khác của Mỹ là USS Wright Eisenhower cũng dự kiến bị loại biên vào năm 2027 nếu không được gia hạn thời gian vận hành, khi chiến hạm Eisenhower có khả năng tới Newport News, nơi dự kiến tháo dỡ lò phản ứng của tàu sân bay Nimitz. Hải quân Mỹ cũng lên kế hoạch bán cho nước ngoài hai tàu chiến đấu ven biển USS Jackson và USS Montgomery thuộc lớp Independence, được biên chế vào năm 2015 và năm 2016. Hải quân Mỹ cho biết hai chiến hạm này dư thừa sau khi điều chỉnh nhiệm vụ của tàu chiến đấu ven biển lớp Independence. Mỹ khởi đóng tàu sân bay Nimitz thuộc lớp cùng tên tháng 6 năm 1968, hạ thủy sau gần 4 năm và biên chế tháng 5 năm 1975. Tàu sân bay Nimitz có lượng dạn nước hơn 100.000 tấn, dài hơn 322 mét, tốc độ tối đa 58,3 km/h, chở theo 90 máy bay cánh bằng và trực thăng. Chiến hạm được trang bị hai bệ phóng tên lửa diệt hạm tầm ngắn RIM-7 Sea Pearl, hai bệ phóng tên lửa phòng không RIM-116, hai tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Ballast, bốn pháo tự động MK-38 25mm và 10 ổ súng 12,7mm. Ngoài Nimitz, Hải quân Mỹ đang vận hành 9 tàu sân bay khác cùng lớp. Italy tranh cãi quyết định tiêu diệt gấu vồ chết người. Cái chết của một người chạy bộ và quyết định tiêu diệt con gấu làm nảy sinh căng tranh cãi giữa các nhóm bảo vệ quyền động vật và giới chức. Chính quyền tỉnh Trento ngày 18 tháng 4 thông báo, con gấu cái vồ chết Henry Papi, 26 tuổi, người chạy bộ trên dải An 2 tuần trước, đã bị bắt. Cuộc truy lùng con vật diễn ra sau khi thi thể Papi được tìm thấy trong rừng ở núi Pilar ngày 6 tháng 4. Papi là người đầu tiên ở Italy bị gấu vồ chết thời hiện đại. Công tố viên khu vực hay cho mẫu ADN lấy được từ vụ tấn công Babi khớp với con gấu cái 17 tuổi có tên là GG4. Con gấu từng tấn công hai người leo núi và đi bộ đường dài năm 2020. Maurizio Fugatti, lãnh đạo tỉnh Trento, tuần trước ra chỉ thị tiêu diệt nếu bắt được con vật. Tuy nhiên, quyết định này bị tòa hành chính đình chỉ ngày 14 tháng 4 sau khi các nhóm bảo vệ môi trường và quyền động vật phản đối. Thẩm phán sẽ mở phiên điều trần quyết định có tiêu diệt con gấu hay không vào ngày 11 tháng 5. Nếu tòa chứng minh chúng tôi đúng, con gấu sẽ bị tiêu diệt, Fugatti nói. Đó là điều chúng tôi từng muốn làm năm 2020, sau vụ tấn công hai bố con. Thật đau lòng khi chuyện lần này xảy ra. GG4 sinh ra ở Trento sau khi hai con gấu được đưa từ Lovania tới Italy vào đầu những năm 2000, thông qua Plyuset, dự án tăng cường số lượng quần thể gấu nâu, hiện đang suy giảm trong khu vực do EU từng tài trợ. Hiện có khoảng 100 con gấu ở khu vực Trento và các cuộc chạm trán giữa gấu và người đang trở nên thường xuyên hơn. Fugatti cho hay đang chuẩn bị ban lệnh tiêu diệt hai con gấu nguy hiểm khác là MG5, con tấn công người hồi tháng 3, và M62. Cha mẹ của Puppy cho hay không muốn GG4 bị giết nhưng muốn đòi công lý cho con.
Thật dễ khi phán xét rằng con tôi không nên chạy ở khu vực đó, mẹ của Papi nói, người dân không biết ở đấy có 4 con gấu tấn công người. Đức chuyển tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Quân đội Đức thông báo đã chuyển giao một tổ hợp Patriot cho Ukraine giữa lúc Kiev đối mặt nguy cơ cạn tên lửa phòng không. Bộ Quốc phòng Đức hôm 18 tháng 4 bổ sung hệ thống tên lửa phòng không Patriot cùng một số xe tải và xe tuần tra biên giới vào danh sách các khí tài đã cung cấp cho quân đội Ukraine. Đây là lần đầu xuất hiện thông tin Kiev đã tiếp nhận tên lửa Patriot. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Thông tin được công bố trong bối cảnh các tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ gần đây cho thấy phòng không Ukraine càng ngày bị bào mòn sau hơn một năm chiến sự. Tình báo Mỹ cảnh báo Kiev sẽ cạn tên lửa phòng không tầm trung Boost trong tháng 4, trong khi hệ thống phòng không tầm xa S-300 và tầm trung IRIS-T NASAM cũng rơi vào tình trạng tương tự trong tháng 5. Theo đánh giá của tình báo Mỹ, lưới phòng không Ukraine cũng không thể ngăn chặn Nga chiếm hoàn toàn ưu thế trên không. Điều đó cho phép máy bay Nga hoạt động tự do hơn để tiến hành các cuộc tấn công hay chuyển quân, cũng như đóng vai trò quan trọng hơn trong việc ngăn chặn lực lượng Ukraine phản công. Mỹ cuối năm ngoái xác nhận sẽ chuyển một hệ thống Patriot cho Ukraine nhưng không công bố thời điểm bàn giao. Đức và Hà Lan sau đó thông báo sẽ góp thêm một tổ hợp tương tự cho quốc gia Đông Âu. Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay Washington đã cam kết huấn luyện cấp tốc kiếp tên lửa cho Kiev trong 10 tuần, bằng 20% so với thời gian đào tạo bình thường, nhằm giúp quân nhân Ukraine nhanh chóng hoàn thành chương trình và về nước tham chiến. Mỹ cuối tháng 3 tuyên bố các kiếp tên lửa Ukraine đã hoàn tất khóa học và sẽ tiếp tục huấn luyện tăng cường ở châu Âu. Trong 10 tuần huấn luyện, binh sĩ Ukraine được học lý thuyết, kết hợp thực hành với thiết bị mô phỏng và tổ hợp thực tế, tập trung vào vận hành và bảo dưỡng các khẩu đội Patriot. Patriot là tên lửa phòng không do Mỹ phát triển và được biên chế từ năm 1981. Biến thể mới nhất trong dòng Patriot là BAC-3, có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa trên không như tiêm kích, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Patriot được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các hệ thống phòng không mà Washington từng chuyển cho Kiev. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo kỳ vọng Patriot đóng vai trò như là viên đạn bạc có thể giải quyết mọi vấn đề phòng không của Ukraine là không thực tế. Trung tướng Matt Helling, người từng là chỉ huy lục quân Mỹ tại châu Âu, cho rằng ngay cả khi lính Ukraine được huấn luyện vận hành tổ hợp Patriot, binh sĩ Mỹ sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ bảo trì hoặc sửa chữa trong khoảng một năm trước khi Kiev tự chủ được quá trình này. Tin tiếp theo là một phần tin ở Mỹ, rào cản ngăn Mỹ cấm TikTok. Tổng thống Biden đang đối mặt thực tế rằng, ngay cả khi đạt được nhất trí về mặt chính trị, ông khó xóa được TikTok khỏi điện thoại của người Mỹ. Chỉ vài tuần trước, thời gian TikTok tồn tại ở Mỹ dường như chỉ tính bằng ngày. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu TikTok phải bán cổ phần cho công ty Mỹ hoặc bị cấm hoàn toàn ở nước này. Nỗ lực của Nhà Trắng nhanh chóng thu hút ủng hộ từ đồi Capitol. Các nhà lập pháp cáo buộc TikTok là công cụ để Trung Quốc thao túng nước Mỹ và thu thập các dữ liệu nhạy cảm về công dân Mỹ. Nhưng hiện tại, nhiều nghị sĩ, chuyên gia pháp lý và an ninh quốc gia cùng một số cựu quan chức nhận định lệnh cấm mà Nhà Trắng muốn áp đặt với TikTok có thể đối mặt với nhiều rào cản. Một số thậm chí lo lắng rằng chính phủ Mỹ có thể không bao giờ hạn chế được việc sử dụng TikTok và đang phải xem xét các giải pháp thay thế nhằm giảm thiểu rủi ro từ ứng dụng này. Những người muốn ngăn TikTok hoạt động ở Mỹ so sánh nỗ lực hiện tại với lệnh cấm mà Washington từng áp với Huawei, tập đoàn viễn thông Trung Quốc bị cáo buộc có liên hệ với chính phủ nước này. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hai nỗ lực này có nhiều khác biệt. Dù lệnh cấm Huawei ảnh hưởng tới lợi nhuận của một số công ty viễn thông Mỹ, nó hầu như không tác động tới quyền tự do ngôn luận của hàng triệu người Mỹ, đều được hiến pháp nước này bảo vệ. Washington dường như có nhiều bằng chứng cho thấy Huawei là mối đe dọa an ninh quốc gia, như phát hiện các lỗ hổng an ninh trong hệ thống của họ. Tuy nhiên, những điều này không xuất hiện trong nỗ lực cấm TikTok. Mỹ từng một số lần tung ra các động thái cấm TikTok nhưng đều thất bại. Hồi tháng 8 năm 2020, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã tìm cách ký sắc lệnh hành pháp cấm TikTok và một số ứng dụng khác với lo ngại mạng xã hội này có thể được tình báo Trung Quốc khai thác. Tuy nhiên, Tòa án Liên bang Mỹ đã bác bỏ nỗ lực đó. Nhiều nỗ lực thất bại của ông Trump. Chính quyền Biden đã tiến hành chiến lược bài bản hơn về lệnh cấm TikTok, song nỗ lực đó có thể đã đi vào vết xe đổ của chính quyền cũ. Sau lần đầu tiên của Trump là tìm cách ép TikTok bán mình cho Microsoft, Oracle hoặc là công ty công nghệ khác của Mỹ, K-Frag, cựu quan chức chính quyền Trump, cho rằng động thái này đã tạo cơ sở pháp lý cho Biden, công ty sở hữu TikTok, thách thức sắc lệnh hành pháp của Trump trước tòa án.
Đây là chiến lược không hiệu quả và cũng làm mất nhiều thời gian. Rex từng là thứ trưởng ngoại giao phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường dưới thời Trump nói. Lewis tin rằng Mỹ để mất thời cơ vào tháng 12 năm ngoái khi Firuz và Biden đạt thỏa thuận về dự án Texas cô lập dữ liệu người dùng TikTok ở Mỹ để ngăn nguy cơ bị bên ngoài khai thác. Tuy nhiên, thỏa thuận đổ bể khi vấp phải phản đối từ FBI và Bộ Tư pháp Mỹ. Quốc hội hay chính quyền Mỹ giờ đây có thể cấm các giao dịch tài chính hoặc cố gắng buộc TikTok thoái vốn, song họ không thể cấm hoàn toàn TikTok ở Mỹ, chuyên gia này nói. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong series tin tức của video của mình hôm nay cũng là bản tin hấp dẫn nhất, thú vị nhất mà gọi là đọc mà thấy thích nhất. Và để biết được bản tin thứ 5 là bản tin gì thì chúng ta hãy bắt đầu bản tin ngay bây giờ luôn nha mọi người. Lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh phóng vệ tinh do thám đầu tiên. Ông Kim Jong-un ra lệnh phóng vệ tinh do thám đầu tiên, nhấn mạnh khả năng trinh sát là ưu tiên chính để chống mối đe dọa từ Mỹ Hàn. Chủ tịch Kim Jong-un nói rằng đảm bảo và vận hành các biện pháp do thám quân sự là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng để nâng cao hiệu quả và tính thực tiễn của các biện pháp răn đe chiến tranh khác nhau của chúng tôi. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết ngày 19 tháng 4, KCNA cho hay trong chuyến thăm cơ quan phát triển vũ trụ quốc gia ngày 18 tháng 4, ông Kim đã thúc giục phóng vệ tinh theo kế hoạch và ra lệnh triển khai nhiều vệ tinh do thám để thúc đẩy khả năng giám sát của đất nước. Triều Tiên hồi tháng 12 năm ngoái tiến hành cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối quan trọng để phát triển vệ tinh do thám và cho biết sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị cho vụ phóng vào tháng 4 năm nay. Sau vụ thử hồi tháng 12, Triều Tiên đã công bố những hình ảnh đen trắng có độ phân giải thấp về thủ đô Seoul và thành phố Incheon gần đó của Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cho biết đây là những hình ảnh được chụp trong vụ phóng thử. Chuyến thăm của ông Kim tới cơ quan phát triển vũ trụ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử một loạt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn mới vào ngày 14 tháng 4. Tại cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương năm hôm 10 tháng 4, lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh tăng cường hơn nữa khả năng răn đe chiến tranh của đất nước với tốc độ ngày càng tăng và theo cách thực tế quyết liệt hơn. Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang có những động thái leo thang nhằm phát động cuộc chiến tranh xâm lược khi đề cập đến loạt cuộc tập trận chung gần đây, nhấn mạnh những hoạt động này chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực và buộc Bình Nhưỡng xem xét đến hành động thực tế mạnh mẽ, trong đó có biện pháp quân sự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy cho kênh của mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi tụi mình đăng video như mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.